Cánh đồng Tam Cốc là một trong năm cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam, nằm trong quần thể văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, có diện tích hơn 18 ha, uốn lượn bên dòng sông Ngô Đồng. Riêng bức tranh Mục Đồng Thổi Sáo năm nay có diện tích gần 10.000 m2. Để hỗ trợ nông dân duy trì việc cấy lúa, tạo cảnh quan đẹp phục vụ du lịch, ngay từ đầu vụ, tỉnh Ninh Bình đã triển khai thực hiện mô hình sắc vàng Tam Cốc, hỗ trợ toàn bộ phân bón, giống lúa và hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa. Đến nay, diện tích lúa đã lên xanh tốt, phát triển đồng đều. Mục đồng thổi sáo, vì vậy cho nên là các kỹ thuật thì cũng khó hơn hàng năm. Này, vì vậy chúng tôi như thế là cũng được sự hướng dẫn của cấp trên, này, nhất là phòng nông nghiệp huyện, các cái hướng dẫn để làm sao như thế là đưa cái ruộng này, mục đồng thổi sáo này như thế là nó một phần tốt hơn. Giới thiệu về cánh đồng lúa, giới thiệu những có những chú mục đồng rất là đẹp, có được tạo được cái cảm giác rất là mới. Và nếu mà được có dịp thì mình vẫn muốn về đây thêm lần nữa. Bức tranh Mục Đồng Thổi Sáo là một trong những điểm nhấn của tuần lễ du lịch Ninh Bình 2024 diễn ra vào cuối tháng 5, đầu tháng 6. Bức tranh thể hiện ước nguyện của người dân về thiên thời, địa lợi, nhân hòa để luôn có những vụ mùa bội thu. Hình ảnh cậu bé khôi ngô tươi tắn ngồi trên lưng trâu, xung quanh đều là cỏ cây, đất trời rộng lớn, chính là thể hiện khát vọng được hòa hợp với thiên nhiên để có được sự thuận lợi cho vụ mùa phát triển, hoa màu tốt tươi. Chúng tôi tạo ra mỗi một năm có một cái sản phẩm khác nhau, chính là chúng tôi đang muốn là tạo ra một cái sự khác biệt, cái sản phẩm lạ để mà thu hút khách du lịch đến tham quan cái khu du lịch Tam Cốc Bích Động này. Bức tranh Mục Đồng Thổi Sáo hứa hẹn sẽ là một sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách trong thời gian tới đây. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh và thiên nhiên tươi đẹp của vùng đất cố đô đến đông đảo bạn bè, trong nước và quốc tế. Đồng thời tiếp tục khẳng định những cam kết của tỉnh Ninh Bình trong việc bảo tồn và trao truyền những giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Tràng An cho thế hệ muôn đời sau.